Dạ, cô Mỹ Lệ, cô khỏe không? Hôm nay Tion đi phóng sanh, thì đi ngao á, muốn phóng sanh cá hồi hướng công đức cho mẹ của cô, dạ, là bà cố của Eli á, dạ. Thì tụi con gồm có các thần thú, chó cá, rái cá và con tiên cá sẽ đi phóng sanh cho bà cố. Thì, nhìn lên tờ Facebook hôm nay nghĩ đến bà cố. Con đi nhanh nổi không? Bữa giờ phóng sanh cho rất nhiều người nhưng mà mình chưa phóng sanh cho bà cố đúng không con? Đúng không? Dạ. Có mấy người dân đi đang đi ngao dưới này, họ đang chờ. Sáng giờ con mua cũng nhiều nên họ gọi điện thoại nói xuống có nữa rồi nên mình xuống mình giải cứu. Ok anh em, chúng ta đi lẹ thôi nào. Đi lẹ thôi. Phong lên đàn giàu sang luôn trong tân bàn con rái cá ti ti nó đã trở về với Ti Un sau ba kiếp luân hồi. Chúng ta lại gặp nhau trong ngày phán xét. Ngã ngướng quá Ti Ti ơi. Chú rái cá Ti Ti bị thương ở chân. Không biết điều gì đã xảy ra với Ti Ti. Làm phong trào tiên cá sướng không Ti Ti? Nhõng nhẽo ghê luôn mày. Nhõng nhẽo. Thánh nhõng nhẽo của năm. Thánh đi à. Ôi trời ơi, tưởng bả đâu bả nghe chân luôn. Nước cạn quá rồi. Nước rút rồi, chiều nay nước sẽ lên. Ti Ti đi chậm quá. Phải ẵm Ti Ti theo. Ti Ti lên bờ chậm hơn thần thú chó cá rất là nhiều. Thần thú rái cá đi quá là chậm. Các bạn ơi, ok, tôi đã nghe tiếng các bạn từ xa rồi. Các bạn buồn không? Các bạn bán được rất là vui.
và tuyên phóng sanh được, cũng rất là vui. Ti đi theo tôi. Ti. Ti, let's go man. Điều gì khiến chúng ta khác với người bình thường? Chúng ta là thần tiên. Ê ê, em bé con người, có gì không? Oh yeah. Thần tiên. Bay xuống nào. Yeah. Ra đây mình không biến hình tiên cá, bởi vì mình không muốn biến hình nữa. Ây da, mà mình quên rồi. Ui giời ơi, nước nó cạn tới đây luôn rồi hai em. Ti đã trốn con người rồi. Yeah, đúng là thần thú của Ti ơi. Đó, em làm chết nữa hả? Vì còn sống mấy con vậy? Quá trời hả anh? Thì em thả xuống anh coi. Chị, I'm over here. Thấy chết nhiều quá à. Chết nhiều quá. Thôi tỉnh hoài à. Sáng giờ tỉnh nhiều rồi mà sao không thấy tỉnh, em để nó chết nữa rồi. Con này là con cá mớm. Cái cá kêu sao anh? Hả? Kêu nó sao? Hả? Nó thấy em là nó phoảng rồi. Kêu sao? Bởi vì em bắt cá. Đó. Nó kêu anh á. Dạ. Mỹ Lệ, bây giờ con xin phóng sanh hết số cá này để hồi hướng cho bà cố của Eli à. Dạ rồi. Bé cá ơi. Rồi phóng sanh rồi con. Nước đây đục quá. Sao đục vậy? Tính kéo vào đây. Mà sao để nó chết? Này mấy ký đây? Dạ lấy anh 5 ký rưỡi thôi, cho chẳng 500. Rồi, nước... Chết vậy mà còn lấy 5 ký rưỡi nữa hả? Này nhiều lắm anh. Nó trời ơi, nó chết hết dưới này nè em ơi. Cho chẳng 500 luôn hả? Thôi anh cũng tạo điều kiện cho em. Mau tay qua nạn khỏi. Rồi. Ôi, ai đang bắt gì ngoài kia nữa vậy? Bạn của em hả? À. Có người hại thì sẽ có người cứu. Nhưng trong 1000 người hại có một người cứu như em cũng được. Và hy vọng các học trò tiên cá của em sau này cũng có thể giải cứu động vật tốt như em đã làm. Tất cả bài học kinh nghiệm em đã đăng lên YouTube để cho mấy bạn có Thôi bây giờ thả luôn. Bây giờ mình sẽ bơi cùng cá luôn à. Con ra đây rồi, con chơi tới luôn. Mặc đồ ngủ là mặc đồ ngủ luôn rồi. Mặc đồ ngủ tắm xong luôn rồi. Nước ở đây vẫn còn đục lắm. Dạ, mình sẽ ra. Gì? Em xin phép về trước rồi, em lấy cái rổ về hả? Em tặng anh cái rổ hả? Cái thằng này nó khờ vãi luôn ấy. Tính tặng luôn cái rổ. Trời ơi trời. Cũng được. Anh. Rồi. Trời. Dạ, có sanh có tử. Dạ. Trong cuộc sống này có sanh có tử. Sống được ngày nào, làm việc thiện được ngày ấy,
làm tiên cá có sứ mệnh của tiên cá, rái cá có sứ mệnh của rái cá. Giờ đó, sứ mệnh của rái cá đó, thấy chưa quý vị? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ, bây giờ mình sẽ cho cá ra nha, cùng lặn với con nha. Những loài vật trong tự nhiên chúng ta không nên sát hại, bởi vì nó nuôi không được, bởi vì nó có vai trò rất lớn trong cái môi trường này. Những người thích ăn những loài vật này sẽ phải sau này đọa lạc lại cái thân của những con vật này để làm lại cái nhiệm vụ cân bằng lại cái môi trường tự nhiên này. Nên quả báo như vậy là vô cùng lớn. Đó, vô cùng lớn luôn. Tại sao con làm con rái cá? Đó. Có người được